Vâng, ngoài những combo đi các tỉnh và ship xe khách và lắp đặt thì hiện tại bên ngoài đang có một chuyến đi về Hưng Yên với combo loa VK921 đấy ạ. Đó, đường loa VK921. À, các bác thấy không ạ? Ngoài những đơn đi bưu điện đóng hàng tại cửa hàng rồi thì ngoài những đơn đó thì những đơn đi lắp đặt tại nhà cũng đang rất là phát triển. Và nhu cầu các bác và anh em đang tăng cao ở các vùng lân cận có tầm bán kính 150 km thì bên em có thể hỗ trợ đến lắp đặt. Và bên em sẽ miễn phí 50 km đầu, còn những km sau thì các bác có thể phụ phí thêm cầu đường nhé. Đó, đối với VK921 lại về Hưng Yên đây. Và bác nào có nhu cầu thì có thể đến trực tiếp 133 phố Trường Lân, Long Biên, Hà Nội, cũng như gọi điện trực tiếp hai số hotline trên video. Bên em sẽ gọi điện tư vấn liên hệ, có cả shop đây anh Dũng ạ. Con kia con X7 đúng không nhỉ? X7 đúng không? Xem nó có đúng không đấy. X7 DAC đi kèm những đôi loa VK921 ở ngày mùng 9 tháng 1. Em đi rất là nhiều luôn. Đó, các bác thấy không ạ? Đội ngũ kỹ thuật lúc nào cũng sẵn sàng lên đường. Chỉ cần có lệnh của các bác và anh em gọi điện đặt hàng là bên em sẽ đến nơi. Đó, cứ tầm sau 3 tiếng gần xa, cứ trừ hao đi 3 tiếng, tiếng rưỡi là sẽ đến nơi. Và nó là cho bác khách Hưng Yên anh gì đấy ạ? Anh này của anh gì? Anh Hải ở Hưng Yên. Ok. Rồi ok, cả con súp Leader 12 nữa. Chọn bộ của anh Hải đấy ạ. Và các bác chờ bên em nhé. Và anh Hải chờ bên em còn tầm 1 tiếng sẽ đến nơi nhé anh Hải nhé.